Tuấn lấy ra lâu cái gì. Nhưng mà Mập hứa với cái nhà luôn, clip này là Mập chắc chắn hứa với cái nhà một điều luôn, chừng nào nó bỏ Mập thì thôi, chứ Mập không bao giờ Mập bỏ nó. Đó. Uy tín không? Không. Là team của Mập là bây giờ chỉ ngưng lại ở là Hoàng, Yến với lại Tuấn thôi, với lại Mập Food thôi. Hello cả nhà. Hello đi em. Hello cả nhà. Ôi bữa nay tao thấy rồi mày mập bự hơn nữa Tuấn. Buồn. Tích nước rồi. Sao? Hả? Sao? Nó mập bự không hóa hay gì? Không có. Sao mà nó mập mụn heo à? Mụn đâu. Thì cái Mập với lại Tuấn chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập thiết kế cho Tuấn ăn hai con gà. Gà này là gà Cái Bang đó cả nhà. Nói chung là cái này là lúc trước Mập có quay một clip á, cái nhà tua lại cái nhà xem cái clip mà gọi là cái clip đấu giá thời gian, là Mập xé ra cái này cái kia cái nọ để cái Mập để cái mà cho mấy đứa nó đấu giá nó ăn á. Thì clip đó thì cũng được nhiều người hưởng ứng lắm, nhiều khán giả hưởng ứng, với lại Mập nghĩ là cái con gà này nó ngon nên hôm nay thì Mập order về hai con gà cho ông Tuấn nó hưởng thức một bình, nó múc ăn luôn cả nhà. Thì dạo này cái trào lưu trên kênh của Mập á, thì cho mấy bạn ăn một mình, ăn thưởng thức rồi ăn múc ăn á, thì cả nhà cảm thấy là cả nhà thích như vậy hơn. Thì Mập sẽ đẩy những cái clip đó lên nhiều hơn so với những cái clip mà mình đấu với nhau, mình ăn đua với nhau này kia đó, kịch tính, nhưng mà lúc đó thì mình không thưởng thức được món ăn thì nhiều khi cái nhà nó lại không thích. Thì Mập sẽ cân nhắc cái nào mà cái nhà ủng hộ nhiều thì Mập sẽ đẩy cái đó lên, Mập làm tần suất nó nhiều hơn. Còn chừng nào cái nhà không ủng hộ thì cái nhà ủng hộ cái khác nữa thì Mập sẽ đẩy cái khác lên. Đó thì mình bắt xu hướng thôi, chứ bây giờ mình Mập cũng chả biết là cái nhà thích cái gì nữa. Nhiều khi mình cũng thời tiết thì cũng có lúc nắng lúc mưa đúng không, mà tâm trạng mình cũng vậy. Thì cái nhà thích thì cái nào thì cái nhà coi nhiều cái đó, thì Mập biết cái đó là cái nhà chuộng cái đó thì Mập sẽ quay cái đó nhiều. Thì trở lại với lại hai con gà của Tuấn, thì hai con gà này một con á, thì nó tầm 1kg mấy thôi cả nhà. Thì hai con nó chắc Mập nghĩ nó không tới 3kg đâu, em nghĩ tới 3kg không? Dạ không. Đeo bao tay được chưa? Được rồi. Thì hôm nay thì Mập không khuyến khích là bấm giờ cho thằng Tuấn. Mập chỉ muốn là nó ăn một cách thèm thuồng, một cách cho cái nhà là không thấy Tuấn nó thấy ghét nữa. Tại vì cũng nhiều clip rồi cả nhà, thì cũng rất là tội nghiệp cho em nó nhiều. Bây giờ là hầu như là em có vô coi bình luận nữa không? Dạ có đúng không? Nhưng mà cũng giống như muốn chai sạn luôn hả? Dạ. Thì đó thì cả nhà ơi, bây giờ chả biết làm sao thì thôi, thì cứ mong là em nó sẽ thay đổi dần dần mỗi ngày thôi. Chắc chắn một điều á, Mập chắc chắn một điều luôn á, là khi nào mà thằng Tuấn nó bỏ Mập, chứ Mập không bao giờ Mập sẽ cho nó rời khỏi tim. Khi mà Mập thấy những cái bình luận mà cả nhà kiểu như cả nhà toxic nó nhiều quá rồi, Mập sẽ sợ là cả nhà không xem kênh nữa, rồi Mập sẽ cho nó rời khỏi tim giống như những bạn khác hay là cái gì. Nhưng mà Mập hứa với cả nhà luôn, clip này là Mập chắc chắn hứa với cả nhà một điều luôn, chừng nào nó bỏ Mập thì thôi, chứ Mập không bao giờ Mập bỏ nó. Đó. Uy tín không? Không. Có bố anh gì, Tuấn có bố anh hay gì? Chết rồi. Nói chung là thì cái đó thì cái đó mới gọi là hợp nhất ở nhà, tình cảm anh em mình. Nhiều khi là lên thấy những cái clip mà em nó bị khán giả nói nhiều quá, thì cũng có nhiều khán giả nói là anh Mập ơi, kiểu như là cho em nó thay đổi đi, chứ đừng có mời em ra khỏi team tội nghiệp thế này nọ. Nhưng mà thật sự là Mập nói rồi, bây giờ là team của Mập nói này, có ở đây có thằng Dương luôn, nhưng mà Mập cũng nói với Dương trước rồi là team của Mập là bây giờ chỉ ngưng lại ở là Hoàng, Yến với lại Tuấn thôi, với lại Mập Food thôi. Kể cả anh Dương bây giờ là Mập cũng nói với anh Dương rồi, Dương cũng buồn thì chịu. Đi quay với anh thì thí dụ như ngày nào rảnh thì đi quay với anh, chứ bây giờ anh không có gọi là chính thức vô tim hay là cái gì. Nhiều khi mình nói ra câu đó thì nó nói là ôi vô tim không có cái gì đâu mà danh giá lắm hay gì mà tôi phải cần vô. Nhưng mà thật sự là bây giờ nếu mà không danh giá hay danh giá gì, bây giờ Mập cũng không có thêm một bạn nào vô cả nhà. Cho dù bạn đó thật là cừ hay là ăn gấp đôi hoàng, hay là một bạn đó gọi là celeb hay là ngôi sao gì cũng vậy. Nhưng mà thật sự là Mập nói là bây giờ chỉ ngừng lại ở ba bạn đó thôi. Chừng nào mấy đứa nó có công việc khác hay là nó bỏ Mập đi thì cái đó thì Mập chấp nhận. Thì cái đó Mập cũng tôn trọng ý kiến của tụi nó. Nhưng mà Mập cũng chắc chắn một điều là bây giờ Mập sống rất là tốt với tụi nó. Khi mà tụi nó đi thì Mập cũng cam đoan một điều với cái nhà luôn là sẽ không có một cái sự gì gọi là bóc phốt qua lại hay là gì hết. Mà trước giờ thì Mập cũng đảm bảo với cái nhà luôn là không có cái chuyện bóc phốt ở trên kênh của Mập Food, hay là Mập cũng chả tạo ra một cái drama nào hết luôn cả nhà. Chỉ là những cái giống như không hài lòng về những cái điều gì đó rồi nói qua nói lại đi kia thôi, thì chuyện qua thì cũng cho qua luôn đó. Thì không nha. Hả? Sao chứ? Khóc luôn mày. Cái này là nãy giờ Quốc ức anh tính bóc phốt anh hay gì nè, mà anh nói một câu lời hạ xuống nè. Nói chung là em nó hay cái nhà thấy không, em nó là cũng nhiều khi cũng muốn thay đổi, cũng muốn cái này kia, nhưng mà thật sự là cái kiểu như là một cái thói quen nó phải hình thành là phải một cái thời gian đó nhà, chứ đâu phải là kiểu như là muốn thay đổi một ngày một bữa thì đâu có thể nào được, đúng không? Thì mong là cái nhà sẽ quen hỷ tất cả những bạn ở trong team luôn, chứ không riêng Nghiền Tuấn đó. Rồi thì bây giờ thì em nó bây giờ thì cũng đẫm nước mắt rồi, thì bây giờ mình cho em nó ăn thôi. Rồi thì bây giờ thì vậy thì bây giờ thì không cho anh thời gian em nói. Bây giờ là Tuấn ăn làm sao thì cảm thấy là thèm thuồng nhất có thể, cho khán giả đừng có nói em nữa đó. Nhưng mà anh chắc chắn một điều sẽ có người nói, tại vì người ta đã không thích mình rồi, đúng không? Đó thì người ta muốn nói gì người ta nói, nhưng mà em cứ thể hiện tốt bản thân của em thôi đó. Em làm sao mà cho cái nhà đừng có thất vọng, khi mà cũng có người ủng hộ em, nhiều khi người ta cũng muốn em thay đổi mà em không thay đổi được thì ấy á, thì người ta sẽ quay lưng với em luôn á. Rồi thì bây giờ thì để anh nhổ lông đít chưa? Nè nó có mấy cái sợi lông này mày, ở trong nó có gì đau tàu ấy á, cái đông trùng hạ thảo đó, mày thấy anh tẩm bổ mày ghê chưa? Con gà này Mập mua 260 một con. Đúng là nói chung là nãy mua chung dưới kia nó không biết bao nhiêu nữa, mà anh đó bán 260 một con. Địa chỉ thì chắc Mập ghim với phần mô tả cho cả nhà tham khảo nha. Gà này Mập mua gà Cái Bang 1997 á. Rồi ok thì bây giờ em ăn đi. Rồi cái nha. Nhưng cái màu gà này chỉ không đẹp bằng cái chiến trước đúng không? Không, nó đẹp, nó đẹp hơn đó chứ. Đẹp hơn. Tại vì không biết nãy giờ nó lấy ra lâu cái gì, Tuấn lấy ra lâu cái gì nó bị nhạt đi. Anh hút một ngày dám chục đến nước nó có nữa. Uống nước. Gà nó mềm. Mềm không? Còn ngon không? Hấp với nguyên liệu hơi bị dữ luôn á, đông trùng hạ thảo nè, rồi táo tàu nè. Một mình em ăn, không có bấm thời gian nữa, cứ ăn sạch nhất có thể, đừng có ấy hấp tấp quá đâu. Rồi ăn đi, không mát nữa. Ăn coi gì phim tiếp đi. Tuấn ăn 2 ngày chắc trong vòng 20 phút quá. Gà này nó bị mềm luôn á, đã. ngán không ta? Xay xương. Đấy nó Tuấn. Ổ này hết xương, hết thịt ra. Ừ. Không có được khoa cầu thôi. Ừ. Quá. Yeah. Quá sạch sẽ. Wow. Ủa rồi nó. À, có hồi à. Từ sao này là nó sạch hả? Ừ, rồi, ok. Còn gì đâu mày mò dữ Tuấn. Còn ở trong này. Trứng tỏ gà ngon quá cả nhà. Chứ bình thường nó 37, 21 xong là bỏ xuống rồi. Hôm nay nó mò từ ngóc ngách luôn. Nói câu này hơi dojin chứ mà hơn á. Nhà mà không có cúng có cái thảy ra là cúng giỏi. Còn gì đâu mà móc. Mà nói với câu nó vô duyên đó. Duyên không? Cũng có duyên chút chút. Ừ. Nhưng mà thực tế mà anh kênh thực tế. Không ít thì nhiều. Vô duyên có vụ không ít thì nhiều đấy chứ. Nó đang gào hết luôn bà. Mấy đứa phải có đọc bình luận, mấy đứa mới phát hiện ra điều này đó, Tuấn. Là nó ăn nước chấm hơi bị nhiều. Mà không? Hơn nữa. Bữa ai phát hiện không? Cái chị nào phát hiện anh mới để ý. Có chị ghi comment thôi, Tuấn ăn lúc nào cũng chấm nỏng hết. Ừ. Ăn một xíu mại rồi chấm hết luôn, đầy luôn. Má ơi, nó ăn cái gì nè? Nó ăn cái gì nè? Cơm gà xói mỡ. Mà một huyết áp cái sách rồi. Ừ, đúng rồi. Được rồi Tuấn ơi. Đang ăn thèm muốn chết rồi mình ngồi mình chạp hoài. Ừ. Mà khoan bánh tráng rồi đó không? Anh mang tiếng là nói cái món này ngon hơn. Chứ hỏi anh ăn cái được có chút xíu chứ. Nhưng mà nãy quên kêu Tuấn mời mình miếng. Ăn nói. Ừ, dưới à. Còn hai đầu dưới. Hai đầu hả? Hai đầu. Nói về làm sao? Làm sao nhớ nhưng mà cái đùi nhá. Ăn là thủ tục trước tiên đó là biết không? Phải hỏi camera có ăn không, tao mời camera trước một cái cho cái giải khen nữa. Mấy này đang nói về rồi Tuấn nào biết không Tuấn? Ý là trước tiên ăn mình hỏi camera ăn không, mình mời camera trước một cái khán giả mới khen. Biết ai không? Biết thôi, đừng nói bà lại. Đó, nó không biết chút xíu mà nó nóng. Không ăn cá tàu hả Tuấn? Cá tàu của chị Hằng Vĩ Mục đó. Ừ. Anh mua bên Tân Cương về đó. Anh mua cái anh đem qua anh gửi bên đó cho người ta nhét vô cho làm cho em ăn cho nó bổ á. Này không ăn. Hả? Còn đông trùng hạ thảo anh mua của chú Tiến Lực á. Anh mua hộp này là mấy triệu anh cho dồn vô cho em ăn anh tẩm bổ rồi. Còn táo Tam Cương đó là phải săn lắm, ai có căn lắm mới mua được của chị Hằng Vĩ Mục đó. Bởi vậy nãy Tuấn nó cảm nhận được cái hương vị của lòng nhân ái trong đó, cái nó mới khóc đó. Hồi nãy thấy không? Ừ, bởi vậy nó ngửi, chỉ có nó ngồi đó nó mới ngửi được cái tấm lòng của anh ở trong con gà đó thôi. Nó tỏ ra. Mình không biết nãy nó có tỏ cái ánh hào quang không ta? Tuấn khóc là mặt Tuấn đỏ lên. Ừ. Nhưng mà khóc mà không biết uất ức hay khóc gì. Nhiều khi nó khóc uất ức á. Cả nhà chắc cũng có xem lúc đó rồi đúng không nè? Đúng Tuấn. Khóc uất ức khác à, khóc cảm động khác nha. À. Nhưng mà cái mặt này sao anh thấy cái vẻ nào cũng y chang hết trơn, anh không biết là uất ức hay là ấy. Hả? Cái là mẹ ướt. Ừ. Không quất ức mà quất hận. Cái gì dữ dữ rồi. Đi ngủ vậy. Chú bè ngầu đó. Ngầu đó. Để xem đó. Dương những cái lần nhiều. Anh mang có đi dép không biết mà dép Trung Quốc hay gì đó. Anh mua cũng gần cả triệu bạc luôn. Mà nó bị ẩm hay gì đó. Mà mang đó là bị vậy, bữa giờ anh ẩm đến đây luôn. Không phải củ đường cho nó cuốn. Khùng mày ơi, bị ấy cái bị mỏ một nước lên ngứa. Gì gì? Tự nhiên nói tôi chỉ được. Được rồi, Tuấn này đã kết thúc clip Tuấn này. Ủa hồi nãy nói anh cho mày nhiêu không? Gì vậy? Nhưng mà Tuấn ăn hết 2 gà mình cho Tuấn chịu để nhà. Quên. Tính ra nãy giờ ăn trăm lông một chồng hạ hảo rồi, nó ngọt lắm á, bữa anh thấy ăn miếng nó ngọt lắm. Rồi sao? Cảm nhận đi, uống miếng nước vô cảm nhận coi. Ngon rồi. Ngon hả? Vậy thôi hả? Nghe nó mềm. Review gì mấy đứa có coi clip TikTok của chị kia không? Hôm nay là mình uống trà giải của Thái Công nha, coi cảm nhận sao. Mình không thích trà giải ở đây tắt clip luôn. Review mấy chân thật. Nói chung là Tuấn thì lời văn nó cũng hơi lủng củng đó nha. Hồi đó học văn chắc yếu điểm lắm phải không? Dạ không, cao điểm mất mẹ em viết ra em được cho em nói không được. Sao anh lên trang Facebook mày nói tiếng Anh dữ lắm mà. Thì em viết ra em mới được chứ nói không được. Thấy nói tiếng Anh gì không, cái đó là trả bài hả? Kiểu như là chia sẻ quá. Chia sẻ hả? Em hiểu không? Ừ. Thì có... Gì? Để lại có hỏi đặt ở trước á. Rồi nè, anh nè ông ơi. Vì anh mày đúng cũng anh hỏi mày cái hồi anh đúng cũng theo mày luôn. Nói chung là cả nhà thấy không? Nói chung ai mà mình để ý lắm luôn á, mấy thường Tuấn cả nhà nói chung là cũng có nhiều người á mập nói cái nhà cũng để ý á, theo á, cả nhà cũng thấy mình kiểu như mình cũng đồng cảm với em nó. Chứ thay vì chứ sao tao kiểu như là mình trách em nó thì mình cũng đừng có vạch lá tìm sâu nhiều quá đó, mình coi như em nó là một cái cây non đi, kiểu như mình cái này nhiều khi nó cũng sống xa gia đình nữa cả nhà, nên cũng kiểu như là nó ra đời cũng sớm giống như Mập xưa đó nha, nên kiểu như là Mập thì Mập gia chạm đời nhiều, với lại mấy đứa cũng vậy. Còn nhiều khi Tuấn nó còn đi học rồi nó cũng ít tiếp xúc người này người kia, rồi ăn uống thì cũng giống như là thoải mái thôi. Thì nhiều kiểu như mình ăn ở ngoài đời nó sẽ khác, còn khi mình ra clip nó sẽ khác. Còn em nó thì cũng đang sửa đổi cả nhà, thử xem thử một clip mà lúc trước Tuấn nó lên trên mạng xã hội thôi. Với lại nhiều khi cái nhà gần đây nhất đi cái nhà xem một clip mà Tuấn nó qua kênh của Mập đi, nó sẽ khác chứ cái clip bây giờ nhìn là khác biết liền gì đó. Thì cái nhà tại sao mình lại kiểu như là chê trách nó hay là cái gì là cá tìm sâu của người kia mất công đúng không? Cổ động em nó rồi những kia mới mốt á, cả nhà biết đâu được thêm một người nào đó truyền cảm hứng ăn uống cho cả nhà đúng không? Thì chỉ không chỉ riêng là Hoàng Yến với lại Dương thôi, mới mốt biết đâu Tuấn còn vượt mặt hơn mấy đứa nó nữa sao đúng không cả nhà? Rồi thì clip cũng xong rồi, nói chung là có gì muốn nói không? Không. giống như anh đi hỏi vợ cho nó hiểu không? Cái anh nói đã rồi thôi có gì cũng nói không? Không, trời kéo đi về đồng phòng luôn à. Đó, kiểu vậy đó. Thấy không? Cái nhà thấy không? Rồi, nói chung là cái nhà ủng hộ em nói đi cho Mập, mà nói chung là thương Mập ủng hộ Tuấn cái nhà. Còn mai mốt thì Mập sẽ kiểu như anh là một người anh mà uống nắng nó sao, kiểu như là mà nó cũng không có giận hờn gì Mập hết. Kiểu như là Mập góp ý nó là nó nghe hết rồi cả nhà. Chứ Mập hỏi nó em có giận khi mà anh góp ý thẳng thắn em không? Nó nói không thì Mập cũng góp ý, Mập nắng nót nó cái như vậy. Để mốt ví dụ đi ra có làm kênh rồi này kia thì cho ấy nữa nó cho nó được lòng người ta chút xíu. Rồi thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ em đó nha. Và đừng quên ủng hộ tất cả những thành viên trong team của Mập nữa nha nhà. Còn nếu mà thấy Tuấn hôm nay xuất sắc thì cả nhà cho một like nha. Còn bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nha. Bye bye.